Chào cả nhà nha, tiếp tục nay mình đi thăm bị gắn nữa cả nhà ơi. Thì nãy giờ thăm được khoảng chừng ký mấy á, gặp anh kia anh chia hết giáo rồi. Thì được con hành nhất với ba bốn hành ba. Thì cho con ký mấy á, chia rảnh luôn tại vì đặt trước nhà anh đó cả nhà. Anh lấy là mình thì con này được khoảng chừng 3 lạng cả nhà. Cả nhà thông cảm nha, thì mấy cái đó là mình đặt căn nhà ta không cả nhà. Bây giờ mà cả nhà ở sao ngoài vườn á, không có đó đâu. Chỉ đặt nhà người ta thôi không ơi. Không ai là nó dính. Thì gắn giờ nó ít lắm rồi. Anh em vẫy nhiều quá. Nè, thấy không nhà thơ. Con này cũng 3 lạng thôi ha. Thì dập đụng kèo nào thì chia lại thì bán luôn cái nhà. Chứ cái nhà không chia lại á. Là người ta lấy cũng vậy hà. Đó. Nãy giờ mà thông cũng được cái mấy á. Nói chung là nãy giờ thông mười mấy cái gì là im cái nhà, luồng nào phải chừng 30 cái nha, chứ mình cẩu trên xe rồi nha, thấy không đó. 20 cái nữa, bữa nay đặt thêm 20 cái nữa nha, rồi mình đi thăm cái tiếp theo nữa nha. Đây thằng vườn chanh không cả nhà, thì đây mình có cái nè, cái này im lắm nè, ngồi từng rồi mình thăm nó chạy, không biết từng ngày nó chạy không. Thấy cái bịch không chạy ra, có hả, thấy không? Mình đón một đôi sai nè, nó ăn chuột ra cái này về hộp nè, còn hành này cũng nhỏ rồi nha, hay là hành những cái này mới đã nữa cả nhà. Ủa con này màu dị hay là lột da ta? Chắc màu dị cả nhà. Nè. Con này có chừng 4 lạng ha. Nãy là cũng mới dính được hai con cả nhà, nhưng mà hai con đó mình không quay. Mình thăm cho lẹ cả nhà, sát vào nhà ta luôn. Nói chuyện không cho nó lớn. Sao kia nha. 4 lần rưỡi. Rồi, bỏ chỗ đặt lại luôn nha. Đây nha cái kia. Đó. Mình con cái nữa kìa nha. Bữa mình đặt cái bụi chè kia kìa. Bị trúng lụm mà. Này, cái này nữa không biết ai có lúa bọn nhà nha. Chuột con nguyên cái này không dính. Trong một con cái kìa nha. Mấy cái chân này nè, cái địa hình nè thì là nó ok đó. Trời ơi, cố gắng hay không, không ngày mưa quá, sáng còn trời thế nha, thấy đi thấy dám đi nha, đi sợ mưa. Ai khui chưa, hình như chưa ai khui. Còn cái này hiện tượng hết giáo. Nhiều luôn. Chúc con nguyên cái nha. Đây. Đây. Con bốn lại. Quay chào mọi người, con máy luôn. Hừm.
cái nó quay đầu về cả nha. Thì cái luồng này là mình thăm, mình đặt 30 cái, không 30 cái. Mới ăn nè, các em thấy không? Còn con tại mình nè. Nó căng. Chuột này nổ ra thúi lắm. Chị nước đem đi làm gì cả nhà? À, trưng. Cái này nó hư tới nái nè. Mình phải sửa đây nè. Để cho mặt luôn. Sửa, chúng lấy gì à? Lại cái nhà đi. Cao mình chết. Nước không? Để mình chùi cho nhẹ coi. Lên được con hành khoảng 3 lạng nữa coi nha. Đây. Trong này. Đó. Không có chỗ cắm máy đâu. Cả nhà thông cảm ha. Thì là trời mưa là mình thôi. Biến quay luôn cả nhà. Trời mưa lấy cam ra lấy vô nha. Mưa nó ướt. Mặc dù cái cam này nó chống nước nhưng mà nó cũng bất tiện cả nhà ơi, chị mà ơi nè. Nên có nhiều cái hạn chế lắm. Khoảng 3 lạng cả nhà ha. Hành không là ngon cả nhà. Bỏ chuột đặt lại luôn cả nhà.